Tôi tin rằng nhiều bạn ở đây rất muốn làm pháp chế, tuy nhiên thì lại không biết bắt đầu công việc đó từ đâu. Bởi vì cứ nộp CV ở đâu thì bị từ chối chỗ đó, mà công việc lương cao ở tất cả các website tuyển dụng thì toàn là pháp chế mà thôi. Chúng ta có thể học luật trong trường rất là nhiều, tuy nhiên ở trường thì lại không dạy kỹ năng làm thế nào để có thể tư vấn, trao đổi, thương lượng, đàm phán, soạn thảo hay rà soát hợp đồng, vân vân và vân. Đây là những công tác mà pháp chế phải làm. Vì lẽ đó, Học viện ICA đã cung cấp khóa đào tạo để giúp các bạn có kỹ năng bắt đầu sự nghiệp pháp chế một cách logic và chuẩn chỉnh nhất. Với Học viện Pháp chế ICA thì bạn sẽ được tiếp cận và được sự giảng dạy của các giảng viên là giám đốc pháp chế, trưởng phòng pháp chế, trưởng văn phòng luật sư hay là giám đốc công ty luật. Với những đội ngũ giảng viên như này thì các bạn sẽ có góc nhìn ở đây là từ ngoài nhìn vào. Tức là những luật sư làm công tác tư vấn pháp luật thường xuyên tại doanh nghiệp, người ta sẽ nhìn vào cái case study đó. Còn góc nhìn từ trong nhìn ra, đó chính là những người là giám đốc pháp chế, là nhân viên pháp chế trong tập đoàn đó, người ta hiểu về nội bộ và người ta sẽ dạy thực chiến hơn. Ngoài ra thì khi tham gia khóa học, bạn sẽ được tham dự vào cộng đồng pháp chế ICA, nơi bạn thể trao đổi, giao tiếp, giao lưu với nhiều người khác cũng làm công tác pháp chế của ngành nghề khác. Các bạn sẽ được học hỏi, cũng được sự trợ giúp của giảng viên thông qua những buổi Zoom hàng tuần, đồng thời là tiếp cận những cơ hội việc làm private, những cơ hội việc làm chỉ dành cho học viên của Học viện Pháp chế mà thôi, từ chính những học viên khác hoặc là từ những doanh nghiệp liên kết với Học viện Pháp chế. Và sau cùng, khi pass bài test thì bạn sẽ được cấp chứng nhận của học viện. Với chứng nhận này, đó chính là hành trang và nền tảng rất vững chãi để bạn bắt đầu sự nghiệp pháp chế của mình. Vậy thì nếu các bạn quan tâm đến khóa học, các bạn có thể liên hệ với học viện thông qua phần inbox hoặc là hotline của học viện ở dưới phần mô tả. Chúng tôi rất hân hạnh được đón tiếp bạn.